Chú cha trời đất ơi, mới vừa về lại rồi đây nên nhào lên cái livestream liền tại chỗ bởi vì nhớ cả nhà quá. Nhớ ơi là nhớ, vắng bóng cũng phải là chắc là 5 ngày phải không? 5 ngày cho nên bây giờ là hello Thái, 5 ngày rồi tôi không có được lên Facebook, tôi không được chào hỏi mọi người nên tôi rất là nhớ mọi người. Thôi giờ trước khi để tôi thăm hỏi mọi người, cho tôi gửi một lời một tiếng cười đi, một tiếng cười coi như là đây là cười xã giao đi nghe, để tôi mến tặng tất cả mọi người. Ghê, vậy là tôi ghê, tôi thấy gì là tôi rất là mừng lắm rồi. Tôi nói trò đó, hôm rày mấy ngày hôm nay là tôi miệt mài ở bên Dubai á, mà tôi qua Dubai là có công chuyện á nghe bà con, chứ không có rảnh rỗi gì mà đi đi Dubai đâu. Dạo này là cái mùa thuế cho nên là neo nó rầm rộ dữ lắm, nhưng mà tôi trích một thời gian cứ 5 7 ngày ra tôi qua bên đó để tôi đi nghiên cứu thị trường. Tánh của tôi á là thật ra tôi không có nhiều chuyện, tôi chỉ thích là hỡi cái gì mà tôi học hay học giỏi là tôi giờ tôi khai hết cho cả nhà nghe. Là bởi vì sao biết không, mình con người ta nói là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ồ đúng không ta? Học sàn là học một mâm vậy cả, mà tôi kệ, miễn là cứ học gì được là mình cứ học thôi. Đó. Thì đúng rồi đó, khe bình bụi, trời ơi, dân Phan Thiết mà nói tiếng Phan Thiết, trời quỷ sứ, ngày nào cũng ăn nước mắm không chơi mà sao không nói tiếng Phan Thiết được. Quỷ phá hoài ghê. Đó. Kia tôi kể cho mọi người đều nghe. Trời ơi, tôi đi qua bên cái xứ Dubai gì đó thì hồi nào giờ mình cứ coi ở trên internet nè, rồi coi ở trên YouTube rồi này nọ, người ta nói là Dubai này Dubai nọ, cho biết cái xứ sở đó Dubai ra làm sao. Cứ tôi cũng liều mạng tôi đi. Ở trong tiệm tôi á là mấy cái bà sồn sồn ở trong tiệm là bà sợ chết lắm, thường thường là người ta mà lớn tuổi rồi lúc nào cũng hay giữ gìn sức khỏe, khuyên can tôi nói trời ơi hồng ơi hồng đừng có đi Dubai, ở bên đó là nghe nói đâu là nó không có an toàn đồ đâu, à, hình như là bên đó là ai cũng chơi súng hết trơn á, mà nó không phải là chúng súng mà súng 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 lục súng ngắn đâu, nó toàn là chơi AK-47 không hồng, nghe nói rồi là nó cởi lạc đà nó bắn đạn tùm lum la ghê lắm. Cái tôi nói trời ơi thì chắc là nó gì đó nó mới mới xài đạn lựu đạn nó bắn chứ đâu có liên quan gì đâu, chứ có gì đâu, chứ thật ra trong tiệm nail của tôi, tiệm nail của mình cũng có quá trời lựu đạn, mình đâu có bao giờ xài đó, mình chỉ có nổ thôi, mình lựu đạn mình đâu có quăng lựu đạn người ta đâu, mình chỉ có nổ lai ra lắp bắp vậy thôi, cho nên tôi nghĩ là không có sao. Cứ đợi cậy bà đó, tôi mua cái vé tôi bay qua Dubai tôi coi thử ra làm sao. Tôi đã định dự trù á là trong lòng tôi là tôi nghĩ là tôi qua đó tôi đi tìm một cái miền đất mới đó, tự nhiên hên xui may rủi, ở lỡ may tự nhiên mình ra đó mình biết được là cái xứ sở đó nó làm nail thịnh hành, thì tôi ra tôi mở tiệm nail, rồi tôi về tôi rủ mọi người bên Mỹ này di dân qua bên Dubai để mở tiệm nail cho nó vui, cốt ý tôi nó là vậy đó. Thì khi mà tôi đi qua đó tôi nói trời ơi thiệt á, mình đi qua cái xứ sở người ta đó thì người ta nói là đi với ma, đi với cái gì, đi với lại bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy gì đó, đại loại là mình phải nhập gia tùy tục đó. Tôi là tôi thấy điều đó cũng rất là quan trọng mọi người, không phải là mình ba xạo mà mình thật ra là người Việt mình là giả lả, cái tính giả lả của mình đó, cho nên mình đi qua nhà người ta, mình đi qua xứ sở người ta là mình hội nhập rồi, nó dễ dữ lắm. Tôi mới vừa bước xuống cái sân bay Dubai thôi đó là tôi nói trời ơi cái sân bay Dubai là nó khác với lại cái sân bay của mình ở bên Mỹ dễ sợ luôn. Mỹ mình á là lúc nào cũng đơn giản, đi qua khu hải quan là hỏi dễ dữ lắm, mà qua tới hải quan bên Việt Nam nó lại càng dễ hơn nữa, là bởi vì á tôi qua đó là tôi hải quan ở Việt Nam là tại vì tôi quen, cái tánh tôi là tôi lẹ làng chứ không phải là tôi khuyến khích người ta đi làm chuyện ác, tôi không phải vậy, mà thật ra tánh tôi lẹ làng dữ lắm. Tôi đi qua hải quan Việt Nam mà Việt Nam hỏi tôi có một câu rồi tôi đưa tờ giấy 100 vô mặt vậy khỏi hỏi, để cho nó gọn, để cho nó gọn chứ không phải là mình xa xỉ hay là mình hối lộ cái đồ đó, không phải, cái đó không phải là hối lộ, mà chẳng qua là nói chuyện cũng mệt quá, bay máy bay tới mấy chục tiếng tôi cũng mệt dữ lắm, cái nó vừa mở miệng là tôi đưa 100, nó mở miệng tôi đưa 100 đó, nó mở một câu tôi đưa 100, vậy là cái bao nhiêu cái visa hay là bao nhiêu cái passport tôi đóng bụp 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 ra liền tại chỗ đó, ra liền tại chỗ luôn chứ không có hỏi han gì hết trơn á. Mà qua bên Mỹ của mình đó là nó cũng mình quen sống cái cuộc sống đó nó điềm đạm nó đơn giản rồi, bây giờ tôi qua cái xứ Dubai là cái xứ nghe người ta nói là nó lộng lẫy một cái xứ thiên đàng đồ này nọ, cho nên là tôi cũng phải là ráng hội nhập vô trong cái xứ sở Dubai của người ta đó, là tôi vô đó tôi rỗm rãng dữ lắm, tôi thảo lả dữ lắm, cái tôi chui vô trong cái khu hải quan,
cái thằng hải quan đó nó chùm khăn, nó cũng đội khăn nha, nó đội khăn rồi nó đậu hai cái ho lồ, có nghĩa là hai cái hào quang đó mọi người, hai cái hào quang gì mà tôi cũng không biết lý do tại sao mà đậu hai cái hào quang lên gì, chắc tôi nghĩ là hai cái hào quang đó là nó đè cái khăn xuống chỗ khăn nó khỏi bay hay cái gì đó, mà nhìn nó cũng dễ coi dữ lắm. Chứ tôi nói con người Dubai sao mà mặc đồ nó quý phái dữ lắm, Muslim được không hà, ta mặc gấm thiêu thùa được không hà, chứ không phải mặc cà tông rồi như mình đâu. Cái thằng hải quan nó hỏi tôi chứ mày phải điền vào cái tờ giấy là mày nhập vô trong hải quan tao là lý lịch của mày là cái gì đó, mày phải điền vô đây. Xong cứ tôi nói là thì nó điền vô là cái như là điền tên rồi điền họ rồi điền luôn là nghề nghiệp của mình gì đó, đại loại nó là như vậy. Xong cái tôi điền vô là tôi nói là tôi tên là tên Hùng á, mà nghề tôi là nghề neo, mà tôi nghĩ là tụi nó không biết tiếng Anh bởi cho nên tôi điền bằng tiếng Việt cái chữ neo á, neo là NEO đó, là neo, là Hùng neo đó, tôi điền vô vậy. Xong cái nó nói ủa vậy là cái thân phận danh gì danh nghĩa gia đình của mày là cái gì, cứ nói ủa cái gì mà thân phận là cái gì ta, thì bên cái xứ của tao đó là người ta gọi tao là Mr, họ con gái thì gọi là Mr đó, thì cứ miễn là Mr thì mình có cái danh từ gì đó. Khi nó nói không, ở Dubai tụi tao không có xài cái Mr, cái thân thế tụi tao là chỉ có xài thí dụ như là hoàng tử, nếu không là công nương, công tước hay là vua, còn nếu mà soàn soàn thì nó cũng thuộc dạng như là thái giám hay là cung đình gì đó, chứ không có cái Mr. Nó không có Mr, cái tôi nói ủa vậy là xứ tao gọi tao là Mr thôi, chứ nó không có gọi tao mấy cái thân phận danh từ đó, nó chỉ gọi tao là Mr thôi. Mà bây giờ mày kêu tao điền vô mà nó không có Mr thì sao điền được. Xong cái đó nó vậy thôi mày điền vô cái chữ order đi. Order có nghĩa là những cái tầng lớp như là thái giám cung đình hay là cung nữ hay là con sen cung đồ đó thì gọi là order đó. Rồi tôi nói rồi vậy thôi, tắt là tao là order đó, chứ tao không phải hoàng tử đâu. Nhìn tao sang sang chứ tao không có hoàng tử. Đó. Cái nó kêu tôi á là không ở bên xứ tao là không có gọi tên bình thường mà phải gọi là cái thân phận trước rồi sau đó mới gọi tên sau, nếu mà mình gọi tên không là hỗn hào không có được. Cái tôi nói ủa vậy hả, vậy bây giờ tên tao gọi làm sao? Cái nó nói bây giờ mày là Hùng Neo thì bây giờ tụi tao phải gọi là Neo Hùng đó, mà cái chữ Neo Hùng đó là tôi nói thôi dù bây giờ mày gọi tao là Neo Hùng cũng được. Cái nó hỏi là bây giờ Neo Hùng mày đi qua bên xứ sở Dubai để làm gì? Cái tôi nói thì tôi qua tao tham quan, trời tao nghe xứ tao đó đồn là bên Dubai này mày lộng lẫy dữ lắm, cái gì cũng vàng, uống cà phê bằng vàng rồi đi vô trong chợ người ta không có mua Coca Cola mà giống như mấy cái vendor mà xin cứ bỏ tiền vô lại chạy ra cây vàng chơi vậy đó, nên tụi tao tò mò tao qua đây rồi sẵn luôn tiện là tao coi tao nghiên cứu thị trường để tao có thể hỏi qua đây mà tao làm ăn làm uống gì được cái bên này không. Cái đó nó được đó mày, cái chuyện gì khó chứ mà làm ăn là xứ tao là được dữ lắm. Được dữ lắm, tại vì biết sao không? Cái sa mạc của tụi tao bây giờ là tao lấp sa mạc đó trơn trọi rồi, tao làm foundation rồi mà bây giờ dân cư nó expand nhiều quá đi, rồi bây giờ tao là lấn ra biển luôn là tao làm đảo đồ này nọ gì á, cho nên là ai mà muốn đi qua đây làm ăn là được dữ lắm. Cái tụi nghe tôi hớn hở, tôi nói vậy là tao qua đây tao muốn nghiên cứu thị trường, cái nó nghĩ tôi là giống như là thương gia đại bác gì đó bà con. Khi nó đóng mọc bọc đi liền tại chỗ đi, khi nó đi xong cái nó nói cho tụi tao cho mày cái vé máy bay nè đó, rồi mày đi mày vừa đi ra đó mày bắt taxi về khách sạn mày đi, rồi sau đó mày tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi mày lấy cái vé máy bay này là cái trực thăng của tụi tao là sẽ bay tới cái khách sạn của mày để rước mày đi nghiên cứu thị trường cái Dubai. Cái tụi nó cha cái này ngon rồi nha, mà không có tính tiền thì tao không có tính thêm tiền nghe mày. Cái vé máy bay là tao mua là vé máy bay là đi hai chiều là từ Chicago bay qua Dubai rồi từ Dubai bay ngược thôi, còn cái vé trực thăng là tao không có chịu trả tiền. Đừng có lo, chính phủ tụi tao giàu dữ lắm, vé máy bay trực thăng là tao tặng. Tại vì mày nói là mày là đi nghiên cứu thị trường thì tao nghĩ là mày có rất hứng thú muốn làm ăn ở Dubai cho nên tao tặng mày cái vé được trực thăng vậy đó đó. Mà trực thăng này trực thăng cao cấp, mà trực thăng này không phải là đồ Liên Xô đồ cũ đồ này đâu nghe, không phải đâu, trực thăng này nó rất là tiện nghi nghe, coi như là có luôn thằng lấy máy bay cho mình luôn, rồi ở trên trực thăng là nó có Coca Cola rồi nó có nước trà đồ uống, mà nó không có rượu. Cái xứ của người ta là không uống rượu, tại vì làm như là nó sợ bị loạn tánh hay gì không biết nữa, là nó chỉ cho uống Coca Cola hoặc là uống trà thôi rồi ăn trà là
đó, ăn mấy cái trái trà là đó bà con. Trời ơi, tôi dẫn Việt Nam tôi qua tôi thấy trà là, trời ơi tôi mê. Tôi nói ủa vậy hả, mày ăn mày uống nước trà mà ăn trà là hả? Tụi tao là chỉ có ăn nước trà, ớt uống nước trà với lại bánh trung thu thôi, nhưng mà giờ tao thấy trà là tao mê à. Đó trà là kia tôi cũng sướng xa sướng xét, tôi nói chọn ngồi trực thăng mà cho mình phải ăn diện rồi lên chứ, mình đâu có để nào mà đâu có thể nào mà cho người ta khinh khi mình là dân Việt Nam rồi dân ở Mỹ ở đồ đâu có được, không không được. Tôi diện lên bộ đồ lộng lẫy, trời tôi nói hả, tôi mặc lên y như là thiên thần á. Cái quần nha nó hơi kem kem, rồi cái áo thì trắng, tôi vớt vô cái áo mà áo vest á màu trắng luôn, cho nó con người tôi nó lộng lẫy, nó thánh thiện. Chỉ có cái da tôi là đen thôi, nhưng mà thật ra là con người tôi là từ trên xuống dưới dép là trắng nó trơn nó trọi luôn. Cái tôi hiên ngang đi lên cái sân thượng của cái khách sạn tôi đang ở đó, là chỗ đó nó có cái chỗ mà trực thăng nó đáp nghe anh trầu ô, là tôi nói hả, cái thằng mà lái trực thăng cho tôi đó là nó mở cửa ra, nó kêu tôi đồ đàng hoàng. Lúc ban đầu á tôi ngồi đó tôi đang đợi chờ là không biết thằng nào để mà tới rước mình đó, lần đầu tiên mình đi trực thăng mà ai biết thằng nào rước, trời đó không, cái tôi làm thinh, cái tôi không biết thằng nào rước. Cái tôi ngồi đó tôi giả bộ tôi ngồi tôi coi Facebook, tôi coi thiên hạ coi làm gì, vợ này neo ế hay neo xuống dốc hay này nọ, tôi coi kia thằng lái trực thăng á, trời nó mặc đồ đẹp dữ lắm nha, nó mặc quy một cái áo dài tứ chân luôn, là cái áo dài một cái quê người ta đó mọi người. Cái áo dài mà không phải mấy cái áo dài mà kiểu như Bin Laden rồi đã cầm súng AK bắn chỉ lên trời, đâu không phải đâu. Áo dài người ta đẹp dữ lắm, nhìn nó thánh thiện, trời ơi nhìn như thiên thần á. Mà chỉ có khác không, điều là thiên thần mà các bạn nào mà đi qua bên châu Âu á thì thiên thần nó hay ở truồng, là mấy anh thiên thần mà chuyên môn là ở truồng, là cầm cái cung tên nó làm sao bay vòng vòng bắn người ta đó. Mấy anh thiên thần đó là mấy anh thiên thần ở châu Âu, là mấy anh thiên thần nó hay ở truồng. Còn qua Trung Đông là mấy anh thiên thần nó mặc áo dài, nó đội khăn đẹp lắm, mà râu ria nó nhiều, mà nó cạo ngang, nó chảy lai, rồi nhìn nó sạch sẽ dữ lắm. Cái nó nhìn tôi cái thằng đó, cái thằng mà lái trực thăng nó nhìn tôi. Cái tôi thấy là tôi biết nó đĩa tôi rồi nghe. Mà tôi cũng kiểu giống như là mình đi qua đây là mình được free tặng vé máy bay đi vòng vòng, mình đâu có thể nào mà chảnh chó rồi lên cho nó sang rồi nó tương xứng với lại cái khách sạn 5 sao người ta ở đồ này nọ vậy. Cái tôi cũng giả bảo tôi dòm đi chỗ khác vậy nè. Cái nó gọi là Hùng Neo. Cái tôi cũng lạnh thân vậy nè. Nó kêu Hùng Neo. Cái tôi nói ủa sao mày gọi gì kỳ vậy, Neo đâu phải tao, không phải tao là Hùng Lê Hùng, Facebook nó gọi là Hùng Lê Hùng, ở nhà thì người ta gọi tao là Hùng đó, chứ không có ai mà gọi mà Hùng Neo gì hết trơn. Chị cứ tôi làm thinh, xong cái đứa tới nó cung kính nó hỏi chứ ông ơi, ông có phải ông tên Hùng không vậy? Tôi nói ở tao nè, tao tên Hùng nè. Ồ dạ, cái thứ của ông là thứ Neo đúng không? Tôi nói không, cái Neo là gì vậy? Khi nó nói Neo là N rồi E rồi O thì xứ tôi gọi là Neo. Cái tôi nói chết mẹ ha, cái tờ giấy đó cho giấy lúc mà tao điền ở trong sân bay là tao điền tiếng Việt là Neo, tự nhiên mày qua đây mày dịch ra mày gọi là Neo, ai mà hiểu? Trời ơi, tự nhiên mày gọi tao là Neo, mày gọi tao Neo thì tao hiểu, Hùng Neo thì tao hiểu, tự nhiên bây giờ mày gọi tao là Neo. Mà thôi kệ đi, tôi cũng xí xóa, tôi cũng tha tội cho thằng này, tôi coi như thằng này giống như là lái trực thăng phụ rồi này nọ thôi, chứ nó không có nằm gì cái chức vụ gì cao cấp rồi này nọ vậy. Cái tôi nói thôi kệ bà đi, rồi tao đó, tao là Hùng Neo, tôi Hùng Neo nè, mà tiếng Anh thì gọi là Hùng Neo, đúng rồi đó, Hùng Neo là tao đó. Cái nó thỉnh tôi lên chiếc trực thăng của nó, tôi nói trời ơi lên chiếc trực thăng nè, tôi lên đó, cái tôi mới vừa bước lên cái trực thăng, cái nó nói chứ, dạ thưa ngài Neo, xin ngài hãy cởi dép Lào ra, ngài đừng có mang dép Lào ở trên chiếc trực thăng. Cái tôi nói, ủa tại sao kỳ vậy ta, trời ơi quê của tao là lỡ cởi dép cái đồ ra là mất lịch sự lắm nha. Trời ơi, quê của tao mà chỉ cần cởi dép ra là tốn 30 đô làm pedicure đó, chứ không có cái vụ mà tự nhiên cởi dép đi chân không kiểu như vậy đâu. Cứ nói dạ, ngài thông cảm đi, trời chiếc trực thăng của tôi á là ngoài ở bên ngoài nó xi vàng và có những vài nơi nó bằng vàng 24 không tính ra, nhưng mà cái thảm của chiếc trực thăng của chúng tôi nó làm bằng thảm tơ lụa, này là tơ lụa quý hiếm của con thiên nga gì trên núi Hy Mã Lạp Sơn gì của nó đó, nó còn sang chảnh hơn là con yến của Việt Nam mình nữa, bởi cho nên là xin ngờ mời ngài hãy cởi đôi dép Lào ra, đôi dép Lào của ngài đợi ở đó là nó vẫn còn ở đó, nếu mà ngài sợ mất thì dài ngày cứ đi kịp nách vô trong ngày rồi ngày leo lên chiếc máy bay trực thăng mà ngày ngồi, chứ nó không có mất đâu, mà chẳng qua tại phong tục tụi tôi là phải đi chân không đó, hãy lên đi thảm hay đi vô trong nhà là phải đi chân không.
đó. Cái tôi nói thôi gì cũng được mà mình cũng dòm xuống cái giò của mình, là cũng may là trước khi tôi đi qua Dubai là tôi làm cái bộ chân trước rồi, bóng láng nhìn nó sạch sẽ dễ sợ. Cái tôi leo lên chiếc tôi ngồi xong bắt đầu cái nó đưa cái headphone cho tôi, rồi sau đó nó kêu thắt dây an toàn rồi này nọ, là cái nó nói là thôi bây giờ ngài muốn uống nước trà hay là uống coca. Tôi nói thôi uống coca đi cho nó giải khát, chứ bên mày nóng quá, trời ơi bên mày xứ sở gì mà toàn là sa mạc nóng dữ lắm, thôi gì cho tao uống coca cho nó đỡ khát trước đi rồi tính sao. Kia nó mới hướng dẫn tôi bây giờ đó là tôi sẽ chở ngài bằng chiếc trực thăng này đi thẳng ra mấy biển, chứ không đi lần quẩn trong sa mạc nữa. Đi ra mấy biển, tôi sẽ chỉ cho ngài thấy được là những cái đảo nhân tạo của chúng tôi làm ra, mà mới tảnh ra chứ nó mới cũ mềm gì đâu, rất là mới. Thì tôi sẽ hướng dẫn, và nếu ngài có câu hỏi gì thì tôi sẽ trả lời những thắc mắc cho ngài biết. Cái tôi nói trời ơi, đảo thì có gì đâu, thì mày cứ chở u tao ra đảo đi, chứ xứ tao cũng có nhiều đảo dữ lắm, nhất là Phan Thiết, Cù Lao, Cù Đồ thiếu vậy. Mày đưa ra Mũi Né, trời ơi, nào là Hòn này, rồi nào là đảo, rồi nào là Cù Lao, Cù Đồ nhiều dữ lắm, cho ghe biển đồ này nọ nó chạy vô nó trốn bảo quả vậy. Bởi cho nên tụi tao rất là quen thuộc về những nơi mấy cái hòn đảo, mày đừng có lo. Cái nó bay chở tụi ra ngoài cái khu đảo, cái nó chỉ, cái nó nói cho thưa ngài, ngài có biết lý do tại sao mà đảo nhân tạo chúng tôi là thích làm cây dừa không ngài? Bây giờ ngài nhìn xuống cái mặt biển dưới chân ngài trên chiếc trực thăng thì ngài đã thấy là tôi hiện tại giờ là Dubai chúng tôi là có 3 cái nhóm đảo nhân tạo mà chúng tôi làm là cây dừa. Khi tôi nghe cây dừa cái tôi cũng ham. Biết, tôi biết cái chuyện gì ta không biết, thật ra là cây dừa tao biết các mày. Có phải là tại vì á là tụi mày là dân Trung Á không? Cho nên là thích cây dừa, uống nước dừa cho nó khỏe, nó mát cái cổ họng. Chỗ quê tao cũng có nhiều dừa lắm, ví dụ như là Phan Thiết của tụi tao nha, là cũng có một hàng dừa xanh ngay chỗ bãi biển. Nha Trang cũng có hàng dừa xanh, mà đặc biệt mày chạy xuống Bến Tre là nguyên cả một cái xóm Bến Tre là trồng dừa không à. Đó, dừa dữ lắm. Cho nên là mày thích cái tán dừa cho nó mát đúng không? Tán dừa thì nó vừa mát nè, mà đã vậy mà trồng cây dừa thì mày uống nước dừa nó dễ khát nữa đúng không? Cứ nói không phải, không phải dừa đó dừa Simla, dừa này dừa nọ bên Việt Nam, nó không phải. Sở dĩ chúng tôi thích cây dừa là tại vì cái tán dừa đó là biểu tượng cho cái sự may mắn cho 3-4 đời của chúng tôi, cho nên chúng tôi rất là mê cây dừa. Cái tôi nói ủa vậy hả, hèn chi bây giờ mày làm 3 cái nhóm đảo nhân tạo bằng cây dừa đó, rồi bây giờ cái đảo nhân tạo gì mày, cây dừa vậy là mày bán cho người ta là mày bán một cái nhánh dừa hay là một cái lá dừa hay là cái gì? Xong cái nói dạ tôi làm ra 3 cái nhóm cây dừa đó là bây giờ tùy theo túi tiền của mỗi người, tùy theo cái khối đầu tư của mỗi công ty. Thí dụ như ngài muốn mua liên nguyên cả một cái khu cây dừa tôi cũng bán, mà nếu mà ngài muốn mua một cái lá dừa, cái cọng dừa tôi cũng bán, mà ngài muốn mua mà một cái chút xíu dừa tôi cũng bán, nhiêu tôi cũng bán hết trơn á. Cái tôi lịch sự, dân Việt Nam mình lúc nào cũng lịch sự, là mình rất là khiêm tốn đó. Tôi khiêm tốn, chứ tôi qua đó là tôi đâu có nổ niếc gì đâu, tôi khiêm tốn dữ lắm. Cái tôi nói nếu mà mua một cái tàn dừa đó thì nó rộng quá, cái lá dừa nó rộng quá, ở thì chắc cũng hết, mà làm ăn làm đồ thì nó cũng hết, dòng họ ở xung quanh thì nó chen chúc quá, nó cũng mệt lắm rồi, mất công mình bảo quản cái tàn dừa của mình rồi này nọ, kiến tha đồ này nọ, hay là nó để rắn để rít rồi nó ghê gớm như lắm. Thôi giờ ta không có mua nguyên cái tàn dừa, ta mua cái nhỏ nhỏ một cái cọng dừa thôi, là mày bán khoảng nhiêu? Cái nó nói dạ khoảng một cái cọng dừa là khoảng chừng là 170. Tôi nói 170 là 170 đô la hay là 170 ngàn hay là 170 gì, nó nói ra không, 170 triệu đô la đó ngài. Cái tôi nói tôi nghe 170 triệu đô la, cái tôi cũng khép nép lại, cái tôi khép nép tôi chỉ cười thôi, tôi biết trả lời sao, tôi cười. 170 ngàn, 170 triệu đô la là một cái cọng dừa của mày thôi, mà tao nghĩ thôi đi, cái việc làm của tao nó cũng không có cần nguyên cả một cái tàn dừa dữ gì đâu. Thật ra là tao chỉ cần mấy ngàn square feet là được rồi, mở cái tiệm nail nhỏ nhỏ mấy ngàn square feet thôi, chứ không có cần nguyên cả một cái tàn dừa dữ vậy. Cái nói nếu mà vậy á thì thôi ngài đi mua một cái đảo nhân tạo nhỏ nhỏ trong cái khu đảo mà gọi là đảo trái đất đó ngài. Chúng tôi mới làm ra một cái khu đảo là đảo trái đất, thì bây giờ cái đảo trái đất đó nó có nhiều cái hòn đảo nhỏ khác nhau đó, thì bây giờ là ngài có thể mua được cái hòn đảo mà nó nhỏ đúng cái chu vi của ngài để mà ngài mở tiệm nail. Cái tôi nói thì vừa cũng có lý,
vậy thôi mày bán cho tao cái nhỏ, cái đảo nào mà nhỏ nhất đi là khoảng nhiêu tiền? Dạ đảo nhỏ nhất của chúng tôi là khoảng 17 triệu đô la. Mà 17 triệu đô la là chưa có xây gì nha ngài, chỉ có mảnh đất thôi đó, là cái đảo nhỏ đó thôi. À, bây giờ là nếu mà ngài muốn mua thì ngài có thể đặt tiền cọc trước, thì đặt tiền cọc khoảng chừng 2-30 phần trăm thôi cũng được. Thì cứ ngài cứ móc ra là khoảng chừng dăm 300 ngàn đô la để mà đặt tiền cọc trước, nếu không 1 triệu 2 triệu cũng được, không sao. Tụi tôi dễ 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 trả dữ lắm, rồi khi nào mà ngài dọn vô tụi tôi thâu luôn lần cũng được. Cái tôi nói thì tôi chết rồi, trời, tự nhiên tao đi qua đây mà tao đi lo sớm sáng sát, lo trực thăng rồi được đồ tao đi, tao đâu có mang theo tiền bạc gì đâu mà ra đây đặt tiền cọc chứ mày. Thì mày nghe mày bán hòn đảo kiểu gì, tao cũng muốn đặt tiền cọc dữ lắm nhưng mà tiền bạc đâu mang theo, trời ơi, từ bên Mỹ mà bay qua đây là Mỹ nó cũng hỏi lên, nó không có cho mang nhiều tiền bạc, vấn đề an nghi quốc gia, cho nên là tao không có mang theo tiền bạc. Rồi thôi giờ tao không có mang gì trong người hết trơn. Nó nói gì thôi vì ngài có thể lấy thẻ QR code ngài quẹt cũng được, lấy thẻ ngài quẹt đi, quẹt 2-3 triệu trước thôi, đặt tiền cọc cho nó sơ sơ để tên ngài trong cái mảnh đất đó vậy thôi, rồi khi nào mà ngài chuẩn bị tiền bạc rồi đi ra thanh toán luôn cũng được. Kia tôi nói mua cái hòn đảo 17 triệu để mở một cái tiệm nail thì tính ra cũng được, chứ nó cũng không phải là khó. Chứ mọi người nghĩ coi, chứ bây giờ tiệm nail mà nó Mỹ thôi mà mình nghe tiệm nail người ta xây đồ khôi là đã 500 ngàn, hàng triệu đô la rồi. Nghe mấy cái tiệm nail gì mà người ta hay chuyên môn người ta xây là cả triệu đô la rồi, mà bây giờ mình qua đây mình mua luôn cả cái hòn đảo đất của mình luôn có 17 triệu à. 17 triệu rồi sau đó mình đi mở thêm cái tiệm nail ở trên hòn đảo thêm khoảng chừng triệu nữa, có 18 triệu rất nhiều. Nhưng mà mình lại lại làm chủ cái đảo đó luôn. Vậy là nó cũng tiện, tôi tính gì là cũng được. Nó cũng được chứ không phải là không đó. Rồi nếu mà bây giờ mà một khu thì mình mở một tiệm, mà bây giờ nó có 4 khu đảo nhân tạo thì mình mở 4 tiệm, thì giờ tính ra là 18 triệu đô la cho một cái tiệm nail, thì bây giờ nhân 4 là nó vòng vòng cũng chưa được 100 triệu. Gì cũng được, chưa được 100 triệu đô la, nhưng mà mình ăn chắc mặc bền, không ai cạnh tranh gì mình hết trơn. Trời, tôi thấy nó cũng được, thấy cũng được. Chứ bây giờ bà con mọi người bỏ ra 500 ngàn cái triệu đô la mở cái tiệm nail, rồi tự nhiên cái dăm ba bữa nó có cạnh tranh, cái rồi xuống giá xuống được thì cũng hơi mệt, thấy không? Còn bây giờ là người ta bảo quản cho mình luôn cả cái hòn đảo luôn vậy đó. Cái tôi nghĩ vậy giờ cũng được, tôi nói tôi vậy cũng được. Bây giờ tôi, giờ tôi tính lại coi, để giờ tính lại coi là tôi mang ra khoảng chừng 7-80 triệu, 7-80 triệu đô la qua đây tôi mở luôn một lần vậy, 4 chi nhánh, mày có 4 khu rồi tôi mở luôn 4 cái chi nhánh vậy, tiệm neon vậy á, để cho nó vui đó. Xong cái nó nói vậy bạn tính như vậy cũng được, cái nó hướng dẫn tôi làm sao để mà làm giấy tờ để mua cái hòn đảo của nó. Cái tôi nghĩ tới nghĩ lui cái tôi nói chứ, ê mày, mua cái hòn đảo vậy rồi đường đâu mà khách nó chạy ra mày? Vì tao mở cái tiệm nail cho hòn đảo đó rồi, bây giờ khách của tao trong bờ nó chạy ra sao chạy? Thì nó nói ồ thì bây giờ ngài có thể là mua chiếc du thuyền, rồi khách nào mà có appointment mà làm nail của ngài đó thì cứ ra ngay chỗ cái bến cảng, rồi ngài cho du thuyền nó tấp vô, nó tấp vô rồi cái ngài rước khách nail lên đó rồi chạy ra hòn đảo, rồi ngài làm nail xong rồi ngài lấy du thuyền ngài chở người ta vô, nếu không thì có thể là đi trực thăng. Cái tôi nói cái kế này cũng được nè, hoàn toàn được. Tôi nghĩ được. Được là bây giờ mọi người nghĩ đi, mình mở tiệm nail trên đất liền đó mọi người, trời ơi, nhiều lúc nail á khách nó cũng tưng tửng, nó giật tiền mình nó bỏ chạy sao giấy, nó giật tiền mình chạy hoài. Nếu bây giờ mình ra hòn đảo mình mở như vậy, mình lấy du thuyền mình rước nó vô, bà nội nó mới chạy cũng không được nữa, biển rộng mênh mông nó bơi cho cá mập nó sơi nó làm sao. Bởi cho nó là khách nào mà vô trong tiệm của mình hả mà nó làm là nó không thể nào mà nó ra được, nó phải trả tiền đàng hoàng rồi nó mới được đi đó. Tôi nghĩ cái kế đó là cũng được đó bà con, tôi nghĩ cũng được. Còn nếu mà con khách nào mà làm mà càm ràm cà chớn mà mình đi trực thăng mình ra mình rước nó rồi ra tiệm nail mình làm mà nó mắng gión hoài, mình có thể xô đầu nó xuống biển cũng được, xô đầu nó xuống dĩa biển cho cắm mập sơi nó cũng được, cho khách khứa nào mà dám ăn mà dám ba trời với mình, tôi nghĩ cái kế cũng được. Tôi nói tôi nghĩ gì cũng được á, chứ bây giờ mở tiệm nail mở trong đất liền, trời ơi khách nó ăn quỵt quá, ta cũng hơi ớn ớn. Bây giờ là cứ mở ngoài đảo đi là nó không thể nào mà nó ăn quỵt mình được hết trơn rồi. Cái tôi nói vậy là nếu mà 18 triệu đô la cho một cái tiệm nail trên một cái hòn đảo nhân tạo, rồi tao phải tốn cái du thuyền để tao mua cái du thuyền hoặc là chiếc trực thăng, mà giờ chiếc trực thăng mà mua chiếc trực thăng là phải mướn luôn cái thằng lái chứ đâu có ai mà biết bay máy bay được đâu mà lái. Thôi bây giờ mày nghĩ coi chiếc du thuyền thì khoảng nhiêu tiền đó. Cái nói du thuyền á thì tùy theo giá, tùy theo cái du thuyền. Thí dụ như mà du thuyền mà có chỗ ngồi rộng rãi thoải mái thoáng đãng thì khoảng chừng nửa triệu đến 1 triệu đô la một chiếc.
cái tôi nói ở vậy cũng được, chứ thật ra là bây giờ nửa triệu đô la một chiếc du thuyền vậy là đâu có mắc đâu, không có mắc mọi người. Tại vì bên đây mà mình làm neo mình chạy Mercedes là đã cả 100.000 rồi, chiếc Mercedes là đã cả 100.000, mà chiếc Mercedes chỉ ngồi được chỉ 2-3 người, 3-4 người chen chúc nhau, còn chiếc du thuyền mà có thể chứa được có mấy chục người trên du thuyền mà nó chỉ có 1 triệu ha. Có 1 triệu một chiếc du thuyền, tôi nói thôi vậy cũng được, 18 triệu đô la mua một mảnh đất, mở tiệm nail. Rồi bây giờ là mua một chiếc du thuyền thêm 1 triệu là mới có 19 triệu. Chỉ có 19 triệu đô la mình mở cái tiệm nail ở Dubai, mà mình ăn chắc mặt bờ thì tôi nghĩ là được. Được, rất là được. Xong cái nó hỏi tôi chứ, nếu mà anh vậy đó thì bây giờ ngài muốn phục vụ ở trên tiệm nail của ngài là phục vụ làm sao? Cái tôi nói thì phải phục vụ cao cấp chứ. Chứ bây giờ tao bỏ 10 mấy triệu ra để tao làm một cái tiệm nail thì không có thể nào mà mình làm bộ full set 20 hay là 19.99 được mọi người. Không thể nào. Bà con nhớ đừng bao giờ làm cái giá đó. Làm cái giá đó là mình không có thể nào mà kiếm lời được. Trời ơi, khổ dữ lắm. Không có làm được cái giá đó đâu. Tôi nghĩ ra đó là coi như là bột nhúng á. Dạo này là tình trạng bột nhúng là rất là thịnh hành nghe. Thì chắc là bột nhúng là tôi nhúng trong bằng vàng 24 đi. Đó. Bột nhúng là vàng 24 nghe. Rồi nước sơn treo mà nô chip là cũng là phải vàng 24 luôn. Rồi coi như là làm chân làm tay gì là làm mạ vàng hết trơn trọi. Mà mấy cái công ty mà chuyên môn mà làm thời buổi này mà cứ 3 trong 1 đó là bột nhúng nè, rồi màu treo nè, rồi màu sơn thường nè, là nó ra y đạn một màu đó, thì tôi sẽ chọn là những sản phẩm như vậy để mà phục vụ khách. Đó, mình siêu sang mà. Mình siêu sang, mình phải nghĩ kế làm sao mà để mình đẻ lời ra chứ. Mình không thể nào mà làm rẻ tiền được. Đó là coi như là tôi làm. Thí dụ như bây giờ khách nó vô là nó nói ông Hùng ơi, bây giờ tôi muốn chọn cái loại màu vàng 24 hay là vàng 18 hay là vàng 22 hay là vàng non 10 hay là 7 hay là gì nọ vậy đó. Là tôi sẽ cho là 3 trong 1. Nhắc tới 3 trong 1 mới nhớ chọn quý sứ. Chưa 3 trong 1, để tôi giới thiệu với bà con một cái dòng sản phẩm rất là tốt, công ty hiệu Quay Treo. Quay Treo mà tôi nói thiệt, cái lúc ban đầu á, mà tôi đi chơi với lại mấy cái người làm trong Quay Treo đây nè, là tôi đọc cũng hơi mệt lắm, lẹo lưỡi cái gì mà công ty gọi đúng sát nghĩa là Quay Treo. Cứ nói trời ơi, Quay Treo gọi lẹo lưỡi rồi, gọi quay đi. Quay có nghĩa là quay mòng mòng đó. Quay mòng mòng có nghĩa là khách nào mà sử dụng dòng sản phẩm quay là nó sẽ quay trở lại, nó tìm để nó làm tiếp tục. Cho nên tôi nói là tôi xúi với mấy người làm ở trong cái công ty mà Quay Treo, tôi nói tôi bỏ cái chữ quay đi, khó đọc quá, kêu cái chữ quay. Quay là quay mòng mòng, quay mòng mòng đó. Khách vô là chết, khách vô là chết. Tại vì sản phẩm rất là tốt. Đó, thì tôi giới thiệu với mọi người nghe là cái sòng giảng phẩm Quay Treo bây giờ là người ta có làm là cái bộ mà 3 trong 1 đó, là hình như là có giờ tới 90 màu rồi đó mọi người. Mà chất lượng cao lắm nghe. Chất lượng là coi như là thường thường là mấy cái công ty bình thường khác mà bột nhúng mình nhúng, rồi sơn treo nó rang đường, bột nhúng rang nẻo. Nếu không là mình sơn mà nước sơn móng thường ở trong móng giò nó ra tè lè tẹt lẹt, nó mới giống nhau. Nhưng mà cái công ty Quay mòng mòng này nè, mà nó làm 3 trong 1 đó, là tôi thấy là nó ít nhất cũng phải là 99% là matching perfect. Có nghĩa là nhúng nó ra làm sao đó thì mình sơn móng giò nó y đạn vậy. Còn nếu không là sơn móng giò làm sao, mình sơn treo trên tay nó cũng y đạn vậy đó. Nó y chang à, nó không có khác gì nhiều chân. Bởi cho nên tôi khuyến khích mọi người đi mua cái hiệu này đây. Tôi là tôi cũng mới mua rồi, tôi mua cái hiệu này tôi xài tôi thấy nó được dữ lắm. Mà làm như là cái công ty này nó có nhiều sản phẩm hơn á, là nó có làm như là cũng có cái vụ vàng 24 nữa nghe. Cái vàng 24 mà vàng giả. Tại công ty này, công ty nó đâu có phải là cao cấp như là cái tiệm nail tôi chuẩn bị tâm lý tôi qua mở Dubai đâu. Cho nên tôi xài vàng thiệt. Nhưng mà công ty nó xài vàng giả. Vàng giả mà nó cũng ra vàng 24 rồi, y chang 18 rồi, cũng y chang vậy luôn. Mà cái nó có nhiều sản phẩm dữ lắm. Nếu bà con nào mà muốn đi tìm hiểu thêm mấy cái sản phẩm này, ra supply tìm. Còn nếu không á, thì đây nè. Tự nhiên tôi mới thấy được cái thông báo đây nè, là cái công ty này nó có một cái quầy bán ở trong cái show beauty là IBS ở New York. Người nào ở gần khu New York chạy ra học nghề coi thử coi mấy đứa này nó chỉ với mình làm sao. Mà bây giờ tôi thấy là có công ty chị Thái, cái ông nội chị Thái này là ông educator, là chuyên môn là người chỉ người ta xài sản phẩm của dòng sản phẩm Quay Treo này ở New York.
Thì mọi người biết là ông Tuyên Thi Thái này là chuyên môn tôi gọi là Lan đó, cái con nhỏ Lan mà đóng ở trong cái clip của tôi đó, là con mẹ Lan mà cái con Lan mà đi cái tướng chàng hãng mà nó ngồi nó vũ neo tới xúc háng đó, là cái con này nè. Cái con này nó ra nó chỉ cho làm cái neo cái vấn đề quay treo này nghe. Là ở New York đó là ngày mấy ta? Tháng này, tháng 3 là ngày 10, 11 với 12 đi ra ở trụ sở New York. Còn cái show kế nữa là ở Chicago. Bà con nào mà ở gần Chicago mà muốn chạy ra cái show beauty show này á, thì tôi được khoe mọi người có tôi trong đó nữa. Để tôi ráng cố gắng tôi chạy ra ba xào với mọi người. Hèn, có gì tôi chạy ra đó là tôi chắc tôi làm gì ta? Chắc tôi ra đó là tôi tìm thợ nail quá. Tôi tìm thợ nail, còn nếu không là bà con nào mà cần tìm thợ nail tôi chỉ cho. Tôi chỉ cho để mình ra đó hốt nhiều thợ. ra cái American Beauty Show ở Chicago cũng tháng này, là tháng 3 ngày 30 tây cho tới tháng 4 1 tây. Mà cái chương trình này là gồm có là Sarah Trần là như là cái cô nàng này tuốt ở đâu ở Atlanta gì bay qua để mà chỉ cái dòng sản phẩm treo đó mọi người. Rồi còn có Chloe Đặng là hai cô nàng này sẽ chạy tới phụ trách hướng dẫn tất cả mọi người làm về sản phẩm quay treo đó. Nhắc tới vấn đề quay treo thì chắc là tôi ra tôi gặp mấy người này, tôi suối coi mấy người này ráng làm sao mà nghiên cứu ra giùm tôi cái bộ mà bột nhúng mà 3 trong 1 bằng vàng 24 cho tôi mang qua Dubai, tôi mở cái tiệm nail bên đó. Tôi nghĩ có lý á, rất là có lý nghe. Thì nếu mà mình chúng ta nghĩ chỉ cần chất lượng của dòng sản phẩm nó cao thôi là mình có thể tăng giá tiền lên, tại chất lượng mình tốt mà, đúng không? Đâu phải là đồ dởm đâu mà mình ăn giá rẻ. Trời ơi, đôn lên giá cao lên. Nếu mà tôi mở một cái tiệm nail ở trên cái hoàng đảo Dubai, rồi sau đó tôi xin làm một chiếc du thuyền để khách tôi nó làm một hôi mà nó lái du thuyền nó chạy ra nó làm nail. Đó, là nó ra làm nail ở tiệm tôi rồi là không có hỏi giá cả gì hết trơn á, giá không giá gì mày cũng phải trả tiền tao rồi mày mới đưa du thuyền vô mày. Chứ nếu không là mày bơi về thấy bà nội mày luôn. Rồi mày làm xong á, mày đừng có chê bai điều gì hết trơn, trời mày phải trả tiền cho tao. Chứ mày không có vụ mà mày chê, mày mắng vốn mày chê, mắng vốn tao xô đầu mày xuống biển cho cá mập nó xơi mày. Đó, cho nên là mày phải trả tiền cho tao. Thì tôi nghĩ là nếu mà trong đất liền mà mình làm cái bộ giò mà $20, đó là mình sơn nước sơn thường. Còn tôi á, là tôi sơn nước sơn thiệt luôn mà bằng vàng 24 carat ở Dubai đó. Thì bây giờ tôi sẽ ăn một bộ giò là $200,000. Giá được, giá đó được, mình đôn nó cũng là số 2 thì $200,000. Còn nếu mà nó nhúng cái bộ nhúng vàng 24 của tôi thì tôi sẽ ăn nó là chắc là $400,000 nữa đi. Thì 400.000 cộng $200,000 là $600,000 tiền thiếp, theo người Mỹ mình hay tính là 20%, vậy là phải là $120,000 tiền thiếp. Thì đó cộng lên là khoảng $720,000 chưa tính tiền phụ trội. Cứ nghĩ là một con khách đi vô cái hòn đảo của tôi là nó phải trả tôi là $720,000, tôi phục vụ từ A đến Z. Có nghĩa là cái đây là một cái kế hoạch rất là hay nha mọi người, rất là hay nghe, tôi thấy hay đó. Có nghĩa là nó gọi appointment mình, nó ra bến tàu nó đợi mình cho du thuyền rước khách lên trên tiệm nail mình làm, mình nhúng vàng 24 đồ này nọ xong là mình ăn $720,000, là hơn nửa triệu một người khách. Mà trong đó tiền vốn của mình bỏ ra mình mua cái hòn đảo 17 triệu, mình xây một cái tiệm nail 1 triệu là 18, mua thêm chiếc du thuyền nó chỉ có 1 triệu là mới cái 19 triệu. Còn cho 1 triệu kia là mình phòng hờ lỡ tiệm ế hay là trời mưa vắng khách rồi này nọ, mình có tiền mình phụ trội, mình làm quảng cáo rồi này nọ, vậy thì coi như là 20 triệu. Mà một người khách là mình lấy vô tới $720,000, 10 người khách là mình kiếm được 7,2 triệu. Mà 100 người khách là mình kiếm được 72 triệu là mình lời gấp 3 lần rồi. Chỉ cần có 100 người khách thôi, trời là mình lời gấp 3 lần rồi. Mà 100 người khách đó Dubai nó bự thù lù như vậy nè. Nội mày hoàng thân phúc tích gì của nó là nó có vừa vua, nó có vừa hoàng tử nha. Mà một người vua là có quyền lấy được tới 4 bà vợ hợp pháp, chưa kể là bồ lăng nhăng lý nhí. Mà hoàng tử cũng có quyền lấy 4 bà vợ, mà chưa kể bồ lăng nhăng lý nhí. Bây giờ tưởng nghĩ này, mà 4 cái bà vợ này đó là ở đều với nhau chung một căn nhà, yêu thương lẫn nhau. Một bà mà làm đẹp phải rủ 4 mẹ kia đi chung,
ba bà kia đi chung. Như vậy thì nó mới xứng đáng là mình là công nương công chúa. Bởi cho nên là mình không bao giờ ăn một người khách mà lúc nào mình cũng ăn là bốn mẹ ăn lần. Mà bốn bà chui ra một bà là 720.000 đô la, bốn bà chết mẹ rồi cho sẽ nhiều dữ ta, tính hồi ra tới bao nhiêu triệu cả. Trời ơi, vậy là lời đó mọi người, lời quá trời lời. Bây giờ tôi về tôi khuyến khích mọi người, tôi bỏ hết tất cả những ý tưởng làm neo trên bờ đi mọi người, hãy cùng tôi đi về Dubai, ra ngoài đảo nhân tạo, chúng ta mở tiệm neo. Tôi nghĩ được đó. Cái tự nhiên con người tôi nha, nó thông minh lên. Cái tôi ra đó tôi thấy tự nhiên cái tôi người tôi thông minh, nó sáng suốt lên, nó làm như có hào quang rồi, nó chiếu dễ sợ luôn. Cái tôi thông minh ra, cái tôi ấp ủ. Tôi ấp ủ một cái kế hoạch, một cái kế hoạch làm niêu hiện đại của tôi nó là như vậy đó. Cái tôi ấp ủ cái thằng lái trực thăng, cái nó nói chứ, ồ thưa ngài, bây giờ là ngài đã có một cái kế hoạch làm niêu như vậy rồi đó ngài, chừng nào thì ngài mới có thực hiện được cái việc này làm liền đi, chứ đảo của chúng tôi là bán lẹ dữ lắm, bán liền tụ tay à. Bởi ráng làm cho lẹ lẹ. Cái tôi nói để tao về tao thương lượng với lại mấy đứa làm neo trong xóm tao coi. Nó làm sao, trời ơi, mày làm 720.000 đô la một bà khách mà ăn chia 6-4, trời ơi, gần nửa triệu đô la một người khách đó mọi người. Trời ơi, ngon lành dễ sợ chưa. Trời tôi nói trời sao mà nó sướng ghê. Thôi là tôi thấy nó cũng sướng rồi, dễ sợ luôn rồi. Tôi nói chưa có một cái kế hoạch làm neo nào mà nó chu đáo, mà nó ngon lành như cái kế hoạch này trơn trọi. Cái thằng lái trực thăng á, cái nó chở tôi vô trong bờ. Mà nó không có chở về nhà nghe. Nó chở nó nói cho bây giờ là cái kế hoạch làm neo của ngài là mở trong cái đảo nhân tạo của chúng tôi rồi. Bây giờ tôi phải cần chở ngài tới gặp gỡ với lại cái bộ thương gia của Dubai của chúng tôi để mà bàn soạn thảo ra một cái kế hoạch làm neo cho ngài. Đó, tôi nói đúng rồi đó, mày rủ mấy người đó đi, mấy cái người đó là mấy cái người mà chuyên giống như là quân sư quân gia rồi đó, mày kể ra đây rồi để tao tiếp cận những người đó coi cơ người ta có thể là cho mình trốn thuế đồ này nọ, tại vì dân Việt Nam tao ở bên Mỹ là làm neo cũng hay trốn thuế dữ lắm, tụi tao không có thích là lãnh tiền mặt chứ không có lãnh check đồ này nọ đâu, đó lôi thôi dữ lắm. Bây giờ mày qua đây, nếu mà mày cho tao một cái tax credit hay là mày cho tao một cái ân huệ gì vấn đề thuế má là tao mở liền tại chỗ, mở tiệm neo liền, không cần phải suy nghĩ đắn đo dễ trơn trọi, tại mình tính đâu như vậy là mình ăn chắc mặt bền quá rồi. Cứ nó chở vô, nó chở tôi vô cái nó thả tôi ngay chỗ mà cái tòa nhà gì mà nó cao nhất đó mọi người. Cái tòa nhà đó nó tên là cái gì mà Alika vậy tôi cũng không biết nữa, Alika. Nó nói cái tiếng của nó, cái nó chở tôi vô cái tòa nhà cao nhất đó. Đó bắt đầu cái nó dắt tôi vô một cái tầng lầu cao nhất để mà gặp mấy cái người mà soạn thảo kế hoạch làm neo cho tôi ở Dubai. Cái tôi vô đó là nó trải thảm đỏ nghe, nó trải thảm đỏ xong cái tôi vô trong đó tôi nhìn trong một cái không gian, trời nó đẹp gì mà đẹp lộng lẫy, nó đẹp dữ lắm, đẹp mà ngất ngay luôn, nó đẹp, trời nó đẹp hơn mấy cái tiệm neo của mình nhiều, nó đẹp dữ lắm. Xong cái tôi vừa vô cái ai cũng cúi đầu chào tôi hết trơn á, cái ai cũng cúi đầu chào tôi cũng lịch sự, tôi cũng cúi đầu tôi chào lại người ta, mình là dân lịch sử mà, chào lại dân ta, chào xong rồi cái tôi mới ngồi xuống dưới đó, bắt đầu nó chạy ra, nó bắt đầu nó nói chuyện với tôi, nó tự xưng tôi là hoàng tử Dubai, đây là hoàng tử Ali Abu, đây là hoàng tử Ali Aba, nó hỏi nói tùm lum tà la hoàng tử. Xong cái tôi nói trời ơi chết mẹ, tao không có phải là hoàng tử, tao chỉ là người làm neo bình thường thôi đó, tao không phải là hoàng tử, tao không có chức vụ hoàng tử, không có ai nuôi tao hết trơn, tao phải làm neo tao sinh sống. Thì giờ tao ra đây tao thấy mà có nhiều đảo, tao định mua một hòn để tao mở cái tiệm neo đó, mà nếu mà giá cả thương lượng mà rẻ rồi thì tao mua luôn bốn hòn, tao mua bốn hòn cho mở bốn thứ, bốn nơi cho nó khỏi bị cạnh tranh, tại vì mày có bốn nhóm đại nhân tạo thì tao mua mỗi nhóm là một hòn, như tao mở cái tiệm neo chỗ đó thì bây giờ nó có bốn hòn, tao mua bốn cái tao mở tiệm neo đó. Xong rồi nói kế hoạch này hay, kế hoạch này rất là xuất sắc. Hồi nào giờ bao nhiêu người bay qua đây là người ta toàn là mua súng ống rồi lũ đạn rồi không này nọ thôi. Cái tôi nói không, tao là peace, rất tôn trọng về vấn đề hòa bình, tụi tao không có vấn đề, tao không có súng ống đâu. Nhà tao đó, ở sau hè nhà tao là thật ra là tao có nguyên cả một cái hầm lựu đạn, nhưng tao không có cho nó nổ, ít nổ lắm, tao không có nổ, bởi vì tao không có bao giờ, tao không có bao giờ mà thích với là súng ống đạn dược rồi này nọ, tao thích tiền thôi, chứ tao không có nổ đâu mày ơi, chứ nhà tao là nhiều lựu đạn dữ lắm, mày nhìn cái mặt của tao nó lủng lỗ là mày biết rồi. Là mày biết được là sự nổ của nhà tao nó viêm mẫm vào đây là mày biết rồi đó. Mà tao không có nổ đó, tao thích tiền thôi. Bây giờ mình ra đây mình chỉ bàn luôn về tiền, tao không có mua súng ống gì tụi bay hết trơn trời, tao qua đây tao làm neo đó, hướng dẫn tao làm neo. Bắt đầu ba tụi nó ngồi
ngồi cái nó nói chứ chúng tôi bây giờ là ba hoàng tử ba nơi tới đây, là chúng tôi tới giúp ngài để thực hiện được cái ước mơ mà mở tiệm nail ở Dubai của ngài đó. Thì bây giờ trước tiên mà bàn tới vấn đề này, bây giờ là ngài muốn ăn cái gì tôi đãi đó. Mà cái tôi nói cho, ủa ăn gì đãi giờ ăn gì cũng được hả? À, tao thích ăn phở, mày ơi mày có phở đồ không? Cứ nói không, tụi tôi không có ăn nước ăn đồ đâu, không có thích ăn phở, mà giữa trưa như gì thì tụi tôi là hay ăn chay, nghĩa là ăn rau cải đồ này nọ thôi. Tôi nói không được, tao không có ăn rau cải được, tao thích thịt rồi, tao thèm thịt lắm, lâu rồi ăn cái gì cũng phải có chút miếng thịt với có miếng nước mắm là tao mới dễ ăn. Cái nó dạ vậy thôi ngài vui lòng đợi tôi một tí, để tôi kêu Lola Loli của tụi tôi đó là giết dăm ba con lạc đà đưa vô ngài để cho ngài thưởng thức. Cái tôi nói trời, lạc đà mà mày cũng ăn được nữa hả mày? Lạc đà mày cũng ăn được luôn hả? Cái nó được chứ, lạc đà nó là thịt mà. Trời ơi, chứ ngài quên Việt Nam hả? Cái gì mà dùng cái chữ con là nó ăn hết á. Cái gì con là ăn à. Cái nào mà không có con mới không được ăn. Chứ mình gọi tiếng con là mình ăn. Lạc đà là con lạc đà là mình có quyền ăn luôn. Con gái mà nó còn ăn nữa mà chi nó là con lạc đà. Con là ăn. Quê tôi cũng vậy hả? Con là ăn, cho nên ngài cứ tự nhiên đi. Để tôi giết dăm ba con lạc đà đãi ngài. Cái tôi nói trời đất ơi, dăm ba con ta ăn sao nổi mày? Thôi, tao không có cần ăn mà tới dăm ba con lạc đà chứ, nó mệt mỏi dữ gì đâu. Cái nó nói không gì thôi, bây giờ đó tôi sẽ cắt một cái đùi của con lạc đà, rồi tôi sẽ làm 9 mâm thức ăn cho ngài ăn. Ngài ăn mâm nào được, món nào được thì ngài cứ ăn. Còn những cái còn con lạc đà nó có tới 4 cái đùi, còn 3 cái đùi còn lại đó tôi tặng ngài to go mang về Mỹ, để ngài đi xào lăng hay làm gì đó cho tiệm nail của ngài ăn. Cứ nói được à, nghe người mày cho tao luôn cái mình luôn, chứ con lạc đà mày chừa cái mình nó làm vậy, bố mày cho tao ba cái đùi rồi còn cái mình đó làm chế đó. Kêu nó tụi nên rồi, nếu mà ngài muốn luôn cả cái mình con lạc đà tôi cho luôn, tôi thỉnh luôn cho ngài đó, rồi ngài bỏ trong cái vali gì ngài mang về đó gì ngài đãi cho tiệm nail của ngài ăn đồ này nọ. Tôi nói được có lý, vậy thôi mày cho tao một cái đùi con lạc đà, còn ba cái đùi kia là tao mang về Mỹ tôi ăn đó. Bữa nào gặp tôi đi, tôi thẻo cho miếng thịt lạc đà, nhà tôi có 3 đùi và nguyên cả cái mình con lạc đà, mọi người cứ tìm tới tôi sẽ đãi mọi người ăn thịt của con lạc đà cho mọi người nghe, rất là ngon. Cái làm lên ăn rất là ngon nghe. Cứ trước khi ăn tự nhiên tôi nghe cái đài phát thanh cái loa nữa to đùng ở trong cái hội trường đó, nó la làm sao ta la là hâm rô, nó la vậy. Xong cái tôi quản hồn, tôi nói ủa cái gì vậy mày, cái đài phát thanh ở đâu đây mà nó tự nhiên nó kêu mà nó rên giống như là ở quê tao mà nó chèo đò mà bị người ta bỏ nhau vậy mày, là mà tình nhân nó bỏ nhau nó đi chèo đò nó rên mấy cái câu hò mà như là chồng gần không lấy mà lấy chồng xa đồ này nọ vậy á, rồi xong nó rên rồi mới đâu đây vậy mày. Xong nó nói không, kinh của tụi tôi á là 5 hồi kinh một ngày, thì cả một thành phố Dubai của tụi tôi là nó phải trỗi dậy cái hồi kinh đó để khuyến khích con người dân của tụi tôi hướng thiện, rồi con người dân của tụi tôi là cầu nguyện ở trong người, cho nên là lúc nào mình cũng sống một cuộc sống nó khỏe và nó tốt hơn. Xong tôi nói hay à ha, vậy thôi mày cầu nguyện làm ơn mày cho tao cầu ké với mày, cho tao cầu ké với trời ơi, mày cầu cái tiếng của mày đi, tao cầu tiếng của tao, thì mày cầu theo đạo của mày, tao cầu theo đạo của tao. Cứ bắt đầu chúng nó là ngồi rất là cứ là có ngồi là hâm gì của nó đó, nó ngồi nó hâm riết. Tôi bên này tôi cũng nhắm mặt, tôi gian giái, tôi nói trời ơi thì các con xin quan xem Bồ Tát là của các vị chư Phật ở trên trời bay vòng vòng gì đó, làm ơn hết đạt ngang phù hộ cho con được nhiều sức khỏe đó, con mở tiệm nail ở Dubai, con ăn một người khách là chỉ có 720.000 đô la mà thôi, mà con bỏ 20 triệu đô la đó con ra đầu tư, hy vọng là con làm được 100 người khách rồi con lấy lại vừa vốn vừa lời, đơn giản vậy thôi. Và đồng thời xin các vị chư Phật có bay vèo vèo trên trời làm ơn ghé tạc ngang về Mỹ dùm cho con, mà phù hộ hết tất cả những người làm nail của tụi con, là cái mùa này trúng bánh nha mọi người, đừng có làm ế hay là đừng có làm mà nó bị bắn vốn hoài, nó phiền dữ lắm. Tôi là tôi lúc nào cũng hướng thiện, tôi nghĩ là cho chúng sanh đồ này nọ làm gì cho nó tốt. Cái nó hỏi tôi mày khấn cái gì vậy, mày khấn cái gì trong người của mày vậy, tôi nói ra tao khấn gì đó là cho người nail của tụi tao đồ làm này nọ vậy. Rồi nó khen cứ liền,
Nó khen tụi nó hoàng tử Dubai, hoàng tử Ali Abu với lại hoàng tử mà Alibaba là ba thằng đó, nó ngồi nó khen tôi liền. Nó ngồi nó khen, tụi nó khen nước nở nó trời thì không ngờ. Lần đầu tiên gặp nhau á mà tao thấy mày á, trời ơi mày sao mà tấm lòng mày nó tốt dễ sợ luôn vậy. À, tao tốt dữ lắm, cái mặt tao nó hơi gian ác, thật ra tấm lòng tao rất là tốt. Nó tốt mà thật ra nhiều người ta chưa có hiểu tao nên ta hay ghét tâm trọt tao, thật ra tao tốt dữ lắm. Mà tao nói là tao tốt mà người ta chưa không có chịu tin, tao mới bực. Tao bực là nó bực cái chỗ đó đó. Trời tao tốt, nó không thấy mình tao tốt, mà tao nói nó tốt mà nó không tin tao tốt, mà tao mới nghĩ cái điều đó mà tao tức. Tao tức vô cùng tức, khi nào mà tao sống mà tụi nó tao tốt mà nó không có tin tao tốt thì điều đó cũng ok. Còn đằng này là tao tốt, tao nói nó tốt, nó không chịu tin tao tốt mà nó nghĩ tao là xấu, tao mới bực. Tao bực vô cùng là bực, mà tao kệ. Câu chuyện nó bỏ qua một bên, vẫn tiếp tục trở lại cái cuộc đàm tiếu nói chuyện kế sách mở tiệm nail của tôi tại đảo nhân tạo của ở Dubai với ba ông hoàng tử đó. Xong rồi ngồi kể, bắt đầu là chúng tôi trước khi á, mình là một người lịch sử mà, trước khi mổ xẻ trả giá để mà mua đất đai đảo nhân tạo để mà mở tiệm nail đó, thì mình cũng phải giao lưu một chút xíu, giao lưu đồ hỏi ở thân thế đồ này nọ làm sao đồ này nọ vậy kia, hỏi qua hỏi lại. Cái tôi hỏi chứ công nhận cái xứ sở Việt Nam của tao, tụi tao đó có một câu mới đây thôi là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Thì tao qua Dubai thì tao nghĩ lại là cái câu nói nó đúng đó mày. Chỉ có đàn ông bọn mình mới là mang được hạnh phúc cho nhau thôi. Là bởi vì thành phố tụi mày tao không thấy đứa con gái nào hết trơn trọi á. Trời ơi, tao nói tao đi đêm, tao đi dạo mát, tao đi chơi mà ra công viên, ra ghế đá đồ ngồi nghe, là chỉ có đàn ông ngồi với nhau thôi. Còn đàn bà đàn gái sao đó, mày giấu đâu hết trơn, sao đâu tao không thấy mày. Không thấy đàn bà con gái gì hết trơn, trời ơi sao xứ sở mày toàn đàn ông con trai không vậy. Cái đó, xứ tao là không có cho con gái đi lộng vòng, con trai thôi, không có cho con gái đi vòng vòng. Mà nếu mà có đi con gái đi vòng vòng là cũng phải chịch, bịch măng, bịch khăn che mắt đồ này nọ. Vì che lại dữ lắm, ra đường là mình phải che, về già thì mình mới được tháo ra. Khi tôi nghe che che tôi nói, đúng rồi, xứ của tao cũng che, mà tụi tao lại đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang thôi, nhiều lúc mình làm nail mình bụi rồi này mình cũng đeo. Rồi khi mình làm xong rồi mình tháo ra, mình gặp người của mình ở trong tiệm này nọ thì mình tháo ra. Chứ khi mà mình làm khách là mình cũng đeo. Vậy là xứ sở của mình nó cũng tương tự nhau ha. Văn hóa tụi mình nó cũng gần gũi với nhau ha. Trời, tôi phải nói vậy để giống như mình gieo cảm tình với người ta. Mình gieo cảm tình với người ta để mình chảy giá rồi với người ta cho nó dễ dãi chứ. Trời, tôi ai vô nó trời ơi, thì các phong tục của mình nó cũng ngang với nhau nghe. Trời ơi, tự nhiên mày á, đàn bà con gái là mày chỉ có chùm khăn bịt mặt thôi, chứ thật ra là tụi tao là con trai cũng đeo mặt nạ nghe. Con trai tụi tao đeo mặt nạ, con gái cũng đeo mặt nạ, con nào cũng đeo mặt nạ hết trơn á. Trời ơi, vô ngồi vũ neo, ngồi chằng hãng rồi vũ neo, trời ơi bụi bặm nó bay banh xác luôn á. Phải đeo vô chứ nó không sao được đó, đeo vô trơn trọi luôn vậy. Trời ơi, người mình tương tự nhau hay quá ha. Nó nói hay dễ sợ hay luôn vậy, nó hay vô cùng là hay. Là tự nhiên là có được cái điểm đó, là thấy nó là gần gũi với nhau rồi đó mọi người. Kia tôi thấy nó tự nhiên con người của nó vui ra. Nó vui ra, nó rủ tôi ăn thịt lạc đà. Rồi nó rủ tôi có mua súng đạn gì không, tôi từ chối. Cái tự nhiên bây giờ nói cái kèo thì nó vô bánh nó được vui. Tôi nói vui là được nghe. Vui là mày phải bớt tiền tao này nọ cho tao mua một lần tao 4 hòn đảo lận đó mày. Đó, tao mua một lần 4 hòn đảo chứ không phải là một ít đâu á. Nó cho mày bớt giá bớt tiền rồi cho tao rồi này nọ. Trời, tụi nó ngồi nói chuyện với ban hoàng tử, nó vui. Xong bắt đầu nó kể chuyện gia đình, nó kể cái nói trời ơi mày biết xứ sở tụi tao đó là người lớn á, là cứ con nít á nó không có chịu đi học hành gì hết trơn á, tại vì xứ tao là xứ quan quay phe không à, là tại vì chính phủ nhà tao giàu đó, bởi cho nên là bây giờ là người dân nó không có chịu đi làm. Là nó lớn lên nó ăn quay phe rồi cái bao nhiêu tiền ở trong tài nguyên dầu mỏ của tao là cái chia tụi nó. Rồi tao nói cứ ăn phè phỡn vậy thôi. Mà tao thấy tao sợ dân của tao nó bị hư. Bởi cho nên là bây giờ tao cũng thương dân tao. Thì một tháng là tao chi trích nó ra bao nhiêu đó tiền đó tao tặng nó quay phe. Rồi đi học thì nó cũng không chịu đi học. Lớn là nó cứ đi gà nhẫm gì không, nó không chịu học hành gì hết trơn trọi. Cái nó than phiền. Tôi nghe than phiền cái tôi cũng than phiền lại. Mình phải giả bộ như là mình xoa dịu cái nỗi đau của người ta nói sao thì mình phải nói như vậy đó. Cũng giống như là hồi nãy giờ tôi kêu mọi người là đi mua quay treo để xài thì mọi người cũng phải ayu để ra ngồi tiệm đi tìm mua quay treo nghe, chứ đừng có tự nhiên ra tới tiệm đó rồi đi mua cái hiệu khác là vô duyên á. Vô duyên phải đi mua hiệu quay treo biết không, như vậy là nó mới ăn khớp với người ta chứ. Trời ơi, người ta nói sao mình nghe như vậy đây.
sao đó đúng. Khi nó nói sao tôi nghe vậy, cái đầu tôi cũng nói với nó vậy. Tôi nói trời ơi mày biết không, bên của tao gì trong tiệm nail á, tụi tao cũng thương dân tao dữ lắm. Bao nhiêu tiền lợi nhuận được của trong tiệm tao là tôi chia hết 60% cho tụi nó hết trơn á. Tôi chia 60% cho dân của tao, tại tao thương tao dân tao đó, làm cực khổ đồ này nọ gì đó. Cho nên là nó không cần đi học cái đồ, trời ơi đứa nào muốn làm nail tao mua kêu suối đi mua bằng đi chứ. Học hiếc gì cũng tội nghiệp dữ lắm, trời thời buổi nay học không phải dễ đâu. Học đó khó khăn dữ lắm, bởi cho nên tôi đi mua bằng mua đồ đi. Đó, rồi đi vô đi làm nail rồi nọ là bao nhiêu tiền lợi nhuận là tao cho hết 60%. Tao thương dân của tao dữ lắm, cũng giống như là mày thương dân mày có dầu mỏ mày có tàu nguyên đó thì mày cũng cho dân mày ăn quay phe phè phở người ta cũng y đạn gì đó. Đó dân tao nó không đi học gì đâu, nó toàn mua bằng không à. Nó mua bằng mua rồi cho nó tiện cho nó gọn, chứ thời buổi này mà ai đâu mà đi học chứ đi học hành chứ nó mệt này nọ. Cái trò hồ tôi à rồi vừa nó trộn vậy hả? Vậy là phong tục tập quán tụi mày cũng y chang vậy nghe. Nó y đạn ngay bên tao cho nó ồ nó y chang vậy mà ôi trời đi đâu nó cũng y đạn gì đó. Nó không khác vậy trơn trọi á. Xong cái tôi nói đó, tôi nói chứ vậy nó chỉ có khác hơn điều thôi là sao con gái tụi bay tối ngày nó cứ mặc sơ rê gì mà dài thòng lòng giống như là cái rong của dân Indo vậy mày, mọc gì mà nó dài thòng lòng rồi bây giờ tụi tao làm chân làm đồ lòi ra nó không có lòi nữa, nó khúc luôn cái chân rồi tay thì nó cứ thụt vô trong cái áo nó làm gì nè, rồi mua son nó có kẻ hay không tao cũng không biết, rồi nó bịt mặt thì nó lòi hai mắt ra không, mà hai mắt thì nó chỉ có vẽ liner thôi, thì nếu mà làm như vậy nó thiệt thòi cho cái kỹ nghệ làm đẹp tụi tao dữ lắm. Mày phải làm sao, mày khuyến khích dân của mày làm sao để mà nó mở bớt khăn ra rồi này nọ, làm ngựa làm đồ lên. Chứ bây giờ mà mày che chùm khăn hết vậy rồi giờ sao mà làm được làm đẹp, cái nghề làm đẹp đó. Xong cái tôi nói nó vậy, cái đó mà nó nói chứ tao cũng đang khuyến khích. Bởi như là nó chính phủ tụi tao cũng đang ráng để mà tu bổ luật lệ luật làng để mà khuyến khích người dân làm theo y chang như vậy đó, để cho người ta nó cởi mở hơn đồ này nọ đó. Xong kia nó nói chứ, nhưng mà mày biết không, dân của tao là dân nó đang thiếu hụt đây nè. Dân tao đang thiếu cả một cái Dubai mà nó chỉ có khoảng chừng 12-13% là dân bản xứ thôi. Còn 80-mấy% là dân ngoại quốc nó bay về nó ở. Cái tao nói, ủa cái này lạ nha, vậy thôi mày xây thành phố mày chỉ bự dữ rồi giờ thiếu dân. Cái nói, mày thấy cái tòa nhà tao xây cái trăm tầng chắc ra người ta ở, người dân tao ở chưa được tầng nữa. Còn bao nhiêu là cho người quốc ở trơn trọi, do người quốc nó bay về nó ở. Chứ dân tao nó không có chịu ở, nó thiếu dân dữ lắm. Mà bây giờ tao không biết làm sao mà có thể khuyến khích người dân của tao mà đẻ ra nhiều hơn nữa để mà cung cấp. Tôi nghe nó nói, nó rờn cái tôi cũng rờ vô. Trời ơi mày biết không, có tình trạng mà nó thiếu dân đóng y đạn gì mày ơi. Trời ơi tao bên tao nên là nó thiếu thợ neo trầm trọng. Thiếu thợ neo trầm trọng mà tao nói trời ơi dân Việt Nam mà đẻ không kịp để làm neo luôn mày. Đẻ mà nuôi con nít lớn lên mà nó không có kịp để mà cung cấp luôn cái nghề làm neo. Riết rồi bây giờ là tao đang viết ra một cái thông điệp để tao gửi lên xứ sở Mỹ để vô Nhà Trắng khuyến khích tất cả mọi người ra một cái bộ luật là ép luôn mỗi gia đình ít nhất phải có 1-2 người đi làm neo. Đứa nào mà không đi làm neo là đừng có cho nó vô quốc tịch. Muốn đi theo quốc tịch Mỹ, nhập tịch quốc tịch Mỹ là phải điền vô cái ở trống, là phải khai lý lịch là nhà các bạn có bao nhiêu người làm neo. Nếu mà nhà các bạn không có làm neo thì không cho vô quốc tịch. Khuyến khích các bạn là phải nên 1-2 người đi làm neo thì mới được vô quốc tịch Mỹ. Đó là tao cũng đang đi quy động làm cái luật đó để mà có thể cung cấp được cái thiếu hụt của nhân sự bên tụi tao. Bây giờ tao qua đây tao nghe mày kể về cái chuyện mày thiếu nhân sự của người bản xứ mày, tao đồng tình ngay. Mình phải cần đổi ý làm sao mà mình phải sửa đổi như thế nào để cho mà cái nó bình quân dân số, chứ nếu mà mình sống mà thiếu hụt dân số vậy là không có được. Khó trời, nó nghe tôi bàn cãi, nó nghe tôi nói có lý quá, nó khèm tôi quá trời luôn á. Mấy hoàng tử, ba thằng hoàng tử là ông hoàng tử Dubai, thằng hoàng tử Ali Abu, rồi thằng hoàng tử là Alibaba, là ba thằng nó ở ba cái nước khác nhau. Rồi nó tới đó nó dự tôi mà nó khen tôi luôn đó, nó khen tôi nức nở luôn. Tôi nói trời ơi sao mà nó rơ ơi là rơ kinh khủng. Với tôi cũng chơi đẹp với nó, tôi chơi đẹp. Tôi nói cho bữa nào mấy tụi bay á, cứ lái máy bay đi qua bên tao đi. Mày qua bên tao, rồi mày vô tiệm nail tụi tao đây, rồi tụi tao làm chung làm giò rồi này nọ cho mày sạch sẽ, rồi cho đẹp lên cho chứ mày, tụi bay đâu có biết làm nail làm nít gì đâu đúng không? Trời ơi, mày ở sa mạc cát mênh mông mày đi chân đất nữa chứ, trời ơi ra toàn là đống sình đống quẹn không, thấy gớm dữ lắm. Mày phải bay máy bay rồi qua bên tao để tao làm chân làm tay rồi cho nó sạch sẽ với người ta, chứ mày đừng có sống mà phèn rồi đám bấm chân đồ ghê dữ lắm. Cứ nó nghe tôi mời cái nó nói cho vậy nghe. Mày rủ là tao đi liền đó.
tao đi liền tại chỗ. Nhưng mà bây giờ là ba thằng tao là đi mà đi máy bay, người ta đi xa dữ lắm. Tao đi là tao đi Concorde này nọ, tao mua mấy cái máy bay mà bay tốc hành đó, nó bay cho nó lẹ, bay dù này nọ. Nhưng mà bay qua bên bầy rồi mày có phải cần đi vô trong chỗ khu hải quan hay này nọ đồ không? Tao nói không, mày không có cần. Trời ơi, tao làm neo mà cần thiết gì mấy cái vụ đó, không có đâu. Ba chiếc máy bay của tụi bay mà bay qua 5-7 chiếc cũng được đậu xe nhà tao, không có sao. Nhà tao có chỗ, có đất. Nhà tao có đất, đi ra đậu chỗ đất ở nhà tao là được. Được không sao, mày cứ đậu đó đi. Mà ba tụi bay rồi thì có lái xe, lấy trực thăng rồi thì chỉ tính mệt. Chứ tao là không có thích đi trực thăng, cái lái xe gì hết trơn này nọ. Tao đi còn có người lái không à. Người lái người chở tao đi cho nó khỏe, đi đâu đi mình ơn rồi đi cho nó khỏe. Tại mang Uber ở nhà tao, khu tao nhiều dữ lắm. Tao chỉ cần bấm vô điện thoại Uber nó chạy rẹt rẹt tới nhà tao chờ trong vòng 30 giây tới rước tao đi. Là tao đi nhậu xỉn nhậu gì tao cũng đi Uber không, mà tao không cần lái máy bay đi chứ nó mệt mỏi với mấy tụi bay hết trơn rồi. Trời ơi, ba thằng mày đến ba chiếc máy bay rồi phải tự lái rồi bay xa xôi từ Dubai bay qua đây. Nhưng mà mày muốn qua thì cứ qua đi. Mày qua đi, ơn sao hè nhà tao có bãi đất rất là rộng, mày yên chí đi. Trời ơi, máy bay của tụi bay đậu ở chỗ trong cái bãi cỏ nhà tao rồi tao phun nước rủ ráy rồi này nọ, cha đừng có lo mấy cái chuyện đó. Không có lo mấy cái chuyện đó. Còn cái vụ mà tao đang nghiên cứu, mày cứ qua bên tiệm tao mà làm chân đi, chọt chân như trong bồn spa của tụi tao đó. Mày yên chí đi. Mấy cái si so mà tao đang xài làm chân nó không phải là si so bình thường, mà si so đó là si so trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Tao mua về tao nghiền nát ra rồi tao chà lên chân của mày đi, cho cái chân mày nó phê hơn, nó sạch sẽ hơn và nó láng con hơn. Mày yên tâm đi, qua đây. Còn vấn đề nước sơn tụi tao xài là toàn là mấy cái nước sơn mà hiểu quay rồi này nọ, nghe là tao kêu công ty quay là chuyên sản xuất cho tụi bay là vàng 24, tao sơn lên là móng tay móng chân nó bóng lỏng gì nè, nó bằng vàng thiệt. Mày đừng có lo, tiệm nail tụi tao là có đầy đủ hết trơn chọi. Mày cứ qua đây mình muốn qua đây. Mà nếu mà mày muốn rủ á, mày rủ luôn cả là bốn con vợ mày, mỗi thằng bốn con, là bây giờ ba con cộng lại 12 đứa vô tiệm tao. Mày yên chí đi, tiệm tao là tiệm nail ta cũng nhỏ dữ lắm chứ nó không có lớn gì đâu. Nó chỉ có là 7-50 cái ghế spa thôi à, mà 5-70 cái ghế spa. Mà bây giờ ba đứa mày dắt theo mỗi bên đó là chỉ có bốn con vợ là năm đứa, ba chiếc máy bay để chỉ có 15 đứa ngồi, chỉ có 15 cái ghế spa của tụi tao chứ nhiều. Còn tao có mấy chục cái ghế spa, mày đừng có lo. Rủ qua dòng họ mày qua hết đây, tao chiếu cố hết. Mày đừng có lo cái chuyện đó, không có lo. Còn cái chuyện mà mày muốn ăn mà ăn rau quả hay này nọ là tao cung cấp hết. Trời ơi, rau nhà tao là rau sạch, tao trồng sau vườn organic. Mày ơi, không có bao giờ mà ăn rau mà thừa thải bậy bạ ngoài chợ đổ đâu. Tao có rau muống cũng có, rau húng cũng có nghe. Mà ngay cả là rau mà mấy cái bao dù như là bông súng bông đồ là tao có hết trơn chọi. Tao mang ra tao đãi mày hết. Mày ăn rau không cỏ là yên chí. Mày cứ qua đây là tao làm mấy cái việc đó cho mày. Mày khỏi lo. Trời, nó nghe tôi mời thiết tha, nó sang dữ sợ luôn đó. Nó sang cái nó đòi tặng quà cho tôi đó mọi người. Nó tặng quà, nó nói cho bây giờ thì lần đầu tiên gặp gỡ ông Hùng ở nhà tôi thấy ngài chọn ngài sảng khoái, ngài qua bên Dubai đây mà ngài móc một lần ra mua 4 cái hòn đảo để mở 4 cái tiệm nail, rồi mua thêm 4 cái chiếc du thuyền để phục vụ người dân chúng tôi để làm nail, làm tay làm chân thôi. Ngài cho tôi nói thiệt, một quý tộc vô cùng quý tộc, cho nên giờ tôi cũng muốn tặng cho ngài một món quà làm lưu niệm. Kia tôi nghe hòa cái tôi tự nhiên vừa vui trong lòng mà cũng hơi buồn. Tôi nói trời ơi, người Việt tụi tao là tặng quà là phải tặng qua tặng lại. Tặng mày tự nhiên mấy tụi bay tặng tao, rồi bây giờ tao đi qua đi, tao chủ yếu là qua đi nghiên cứu thị trường coi mấy hòn đảo tụi bay có mở được tiệm nail hay không. Tao đâu có mang tiền bạc quà cáp gì đây theo lĩnh tỉnh đâu rồi tặng tụi bay, nên tao không có mang kịp quà cáp cho. Nếu mà tặng rồi tao bay về bên Mỹ rồi tao rinh ra mấy cái món quà qua đây tặng sao. Kia nói ngài yên tâm, xứ sở Dubai tụi tôi cái gì nó cũng có hết trơn á. Ngài yên tâm đi, thì nếu mà ngài tặng cái gì tụi tôi sẽ lấy cái quà đó của ngài tính sao. Mà bây giờ hiện tại bây giờ là tôi sẽ tặng cho ngài một chiếc xe Ferrari. Đó, bây giờ trước khi ngài muốn lấy là Ferrari, hoặc là ngài muốn lấy Rolls Royce, hay là ngài muốn lấy xe gì thì ngài lấy chạy để chạy đi làm đi chung vui với người ta thôi. Thì bây giờ ngài ra lấy thử chiếc Ferrari màu đỏ đó, nó có chỉ có 2 cái ghế ngồi. Mà chiếc Ferrari 2 ghế ngồi này nó không phải là ngồi ngang, mà đứa ngồi trước đứa ngồi sau, có nghĩa là xe đua đó. Chiếc xe đua mà bà con có thấy mà tôi chụp hình lưu niệm đăng lên trên Facebook của tôi đó, là chiếc xe đó đó là hoàng tử Dubai tặng riêng cho tôi đó. Mà biết sao không? Tôi không lấy. Tôi nói không, tao không thích xe đua.
Trời ơi, chạy chiếc xe đua kiểu gì tao cảm thấy nó khó chịu lắm. Tao là lúc nào tóc tao nó cũng hay bồng bềnh dữ lắm. Tao không có muốn là chạy mui trần mà nó bay dội ngược vô đồ. Tao thích xe có mui đàng hoàng. Mà đã gì chia gô đường của tụi tao, trời ơi, mùa đông mùa hè gì nó nạo đường, nó lủng lỗ lủng hoang dữ lắm mày ơi. Tao chạy xe của mày nó bập bênh của tao không có chịu. Tao không nhận chiếc xe mày đâu. Thôi, không nhận. Cái tự nhiên nó giận. Tôi không có nhận chiếc Ferrari của nó. Nó giận, trời ơi, mỗi ngày không có thích cái món quà này hả? Cái món quà này của tôi là chiếc Ferrari này của tôi, là nó chỉ có 2 chiếc trên thế giới này thôi. Một cái chiếc kia, thằng kia nó lái bị người ta đâm chết rồi, chạy về đụng vô gốc đèn gì nó chết rồi, nó banh xác rồi, còn chiếc cuối cùng này thôi đó ngài. Ngài làm ơn ngài ngẩn đi cho tôi vui lòng. Cái tôi nói không, tao không có nhận xe đâu. Cái đó là nó chuyển qua, nói bây giờ nếu mà ngài không nhận xe thì thôi, bây giờ tôi tặng cho ngài một cái cao ốc được không? Cái cao ốc của tôi là một cái building đó, là nó có chừng khoảng chừng 60 tầng thôi, nằm sát bên cái tòa nhà khoảng 150 tầng đó. Giờ ngài lấy cái building đó ngài ở đi. Sao tôi nói không, tao lâu lâu tao mới qua Dubai. Trời, mày nghĩ đi, bên Dubai nó nắng cháy như gì mà tao đã đen rồi, tao qua đây trời ơi mày biết không, tao dưỡng da dữ lắm, cho tao muốn được trắng lên. Và tao nói với lại thành cho chính phủ Mỹ lúc mà tao vô nhập tịch là tao nói tao là người Mỹ trắng, nên tao ước mơ cái nước da tao trắng. Mà khi mà tao qua bên Dubai, tụi bay qua có 3 ngày thôi nó thâm đen trở lại rồi, nên tao không có dám qua nhiều. Trời, mày tặng tao cái bô đinh chi rồi tao qua đây tao ở gì đó phiền phức, tao đâu có qua đây thường xuyên, lâu lâu rồi này nọ tao mới qua thôi chứ ai mà qua mà thường xuyên. Tụi bay tao phần phiền tụi bay dữ lắm, mà tao không lấy cái bô đinh đó đâu, tao không có lấy. Trời, lấy chiếc bô đinh chi chứ rồi tao không lấy đâu, không có lấy. Kia nó nếu mà vậy á, ngày không lấy bô đinh gì thôi, giờ ngày lấy một cái chi phiếu được không? Cứ nói chi phiếu gì chào mày, nói gì tôi nói chi phiếu gì. Cái nó bây giờ thôi ngài đọc cái ban ngày khao của tôi đi, tôi chuyển vô 3 triệu cho ngài, rồi ngài muốn lấy 3 triệu gì, ngài muốn mua gì ngài mua đó. Cái tôi nói không, cuộc đời tao nó đủ rồi, cái gì tao cũng có hết trơn rồi, tao không có mua thêm gì hết trơn. Tao chỉ có mua thêm hàng ngày là mua supply thôi mày ơi. Mua supply ví dụ như là mua bột hiết đồ này nọ, mua bột quay, rồi là xài đồ quay thì công ty quay lúc nào nó cũng ra sản phẩm nhiều thường xuyên, nên tao chỉ có lấy tiền là tao mua sản phẩm neo thôi. Tao mua neo supply, tao không có nguyên dân gì hết, tao gì cũng có hết trơn là tao không có cần cái đó. Xong có nói trời ơi, Dubai nó không có neo supply, bởi cho nên không thể nào mà tặng được cho ngài cái việc đó. Bây giờ đó nếu mà trong tương lai mà ngài qua đây, ngài mua tạm là 4 cái hòn đảo nhân tạo để ngài mở 4 cái tiệm neo, rồi ngài lại mua 4 cái du thuyền để cung cấp người bạn xứ chúng tôi ra làm móng giò, móng đồ trong tiệm neo của ngài. Thì nếu mà ngài làm được cái việc đó rồi đó, thì tôi sẽ cung cấp 4 bà vợ cho ngài, chị chịu không? Cái tụi nó luật pháp của chúng tôi là ngài có thể cưới được 4 bà vợ một lần. Đó, cái tụi nó chết cha, ôi vậy được hả mày? Được hả mày, cho tao cưới thêm 4 bà vợ, nhưng mà con vợ lớn tao đâu có chọn không? Điều quan trọng là con vợ lớn của tao kìa. Cái con vợ mà nó có cho tao cưới thêm 3 con nữa hay không? Điều đó mới quan trọng. Để tao bây giờ tao hỏi cái con đó đã. Rồi mà tính sao chứ, bây giờ mày đừng cứ bắt người ta mày gả cho tao liền giờ. Rồi con vợ lớn tao nó không có chịu, chắc tao chết tao toi mạng. Thôi, tạm gác qua bên đi. Đó, bây giờ nói tóm lại là tôi kể cho mọi người nghe là một cái câu chuyện của tôi đi qua gặp gỡ với 3 hoàng tử ở tại Dubai, là hoàng tử Dubai, hoàng tử Ali Abu, rồi hoàng tử Alibaba, là 3 thằng hoàng tử ngồi xuống để với tôi để mà tương tác nghiên cứu một cái cớ sách mở tiệm neo thật là sang chảnh và không đụng hàng tại Dubai. Nếu mọi người nào mà muốn mở tiệm neo ở Dubai, gọi tôi đi. Cái nếu mà tôi may mắn mà có quyền đám ủng hộ, cái quyền đá mình bay qua đó mua một đứa một cái hòn đảo để mở tiệm neo cho đứa vui. Nhớ nghe mọi người, nhớ nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái chương trình livestream. Bye, I love you.